Chào buổi sáng bình an tất cả quý vị khán giả. Chào chị Lê Nhi. Mến chào Quang Huy, mến chào quý vị khán giả. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện đầu ngày mà tôi muốn nói đến ngay lúc này đó chính là câu chuyện quá tải bệnh viện những ngày vừa qua. Nó đã trở thành một cái vấn đề nhức nhối với bản thân của tôi khi đọc được những cái dòng cảm xúc đong đầy những cái nước mắt và sự thương cảm của mọi người khi chia sẻ cùng với nhau, khi họ đang phải loay hoay tìm chốn điều trị trong cái khoảng thời gian mà họ đang cực kỳ căng thẳng, hoang mang tột độ giữa sự sống và cái chết. Và quý vị cũng thấy rằng là quá tải bệnh viện là một phần nguyên nhân. Tôi nghĩ đó là do bí đầu ra, thưa quý vị. Một số bệnh viện không có chức năng điều trị Covid-19 nhưng mà không thể không tiếp nhận người cấp cứu được. Và khi đó thì khám sàng lọc phát hiện dương tính thì cũng đã liên hệ với các bệnh viện ở tuyến trên trong tháp 5 tầng. Nhưng vấn đề ở chỗ là không được nhận. Vâng ạ, và đành phải giữ bệnh nhân lại điều trị và cứ giữ ở một cái vùng đệm khi chưa được tuyến trên cho phép. Và mô hình tháp 5 tầng đã đổi thành tháp 3 tầng ở tỉnh hiện tại để có thể tăng cơ hội tiếp nhận bệnh nhân hơn và chia đôi bệnh viện để có thể điều trị cho nhiều bệnh nhân hơn. Đây là một giải pháp mà chúng ta cũng đã được nghe trong những ngày vừa qua. Vâng, thưa Quang Huy, thì có thể thấy là biến thể Delta lần này thực sự là nó quá vô cảm và mọi sự chuẩn bị bất cứ thời điểm nào cũng thật sự là cần thiết. Và sự quá tải này chính lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng đã nhận thấy từ cuối tháng trước và nỗ lực cải thiện. Ngành y tế tiếp tục bổ sung thêm người, các phường thì thành lập đội phản ứng nhanh. Cùng với đó là các đội thiện nguyện cũng thành lập nhóm oxy không đồng, ATM oxy để trợ giúp F0, trợ giúp người dân với tinh thần là hỗ trợ hết công suất, hết mình. Vâng, thưa quý vị, quá tải là có, mất mát là có. Và ngay lúc này đây thì nhiệm vụ quan trọng nhất là ngăn chặn số ca tử vong đang đè một cái gánh nặng rất là lớn lên hệ thống y tế tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng như là chính quyền của thành phố này. Chúng ta, kể cả những người bệnh nặng, những người F0 không có triệu chứng, những người đã khỏi bệnh và kể cả những người may mắn thời điểm hiện tại chúng ta còn đang rất là khỏe mạnh thì chắc chắn là chúng ta sẽ thường hay đặt một câu hỏi ngay lúc này: mình có thể làm gì? Và tôi nghĩ rằng ngay lúc này đây cái điều quan trọng nhất của tất cả chúng ta đó là chúng ta phải tự đặt ra mỗi ngày để mình tự cảnh giác, để chúng ta phải tự bảo vệ cho sức khỏe của chính bản thân của mình cũng như là sức khỏe của cả cộng đồng, thì khi đó mới có thể cùng với cả nước chúng ta phòng chống dịch bệnh được, thưa chị Lê Nhi. Vâng ạ, chúng ta ngay từ lúc này ai cũng có khả năng cao phải đối diện với những cái nghịch cảnh và bản thân chúng ta phải lên dây cót tinh thần để chuẩn bị cho những cái tình huống có thể xảy ra đối với mình. Cùng với đó là bảo vệ sức khỏe của mình thông qua những cái hoạt động hàng ngày. Và một thông tin không thể không lưu ý đầu ngày đó là về vấn đề thời tiết. Lê Nhi sẽ thông tin đến quý vị về tình hình nắng mưa ở các vùng trong ngày hôm nay. Đặc biệt lưu ý là miền Trung lại bắt đầu nắng nóng trở lại rồi. Thì quý vị hãy cùng giữ tín hiệu cùng chúng tôi để có thể theo dõi những thông tin chi tiết được cập nhật ở phần sau của chương trình, quý vị nhé. Vâng ạ, cảm ơn Lê Nhi, hẹn gặp lại chị ở phần cuối chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin trong nước và quốc tế đáng lưu ý cùng với tôi và chị Tu Trinh, quý vị nhé. Tính sáng 30 giây ngày cuối tuần với những nội dung đáng chú ý, Trung Quốc nói mô hình dân chủ ở Afghanistan đã thất bại. Nhắc đến khủng bố Hồi giáo, nhiều quốc gia khu vực châu Âu không khỏi rùng mình trước những hậu quả thảm khốc mà khủng bố đã để lại năm xưa. Đứng trước nguy cơ nhen nhóm vực dậy từ tổ chức tự xưng này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại về mối đe dọa mà nhóm khủng bố gây ra đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Trung Quốc chấn chỉnh cách ăn mặc của người nổi tiếng khi xuất hiện trên mạng. Mặc dù từ cấp chính quyền đến người dân đã dồn mọi nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh, nhưng tình hình tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Trách nhiệm của hệ thống y tế được đề cao hơn bao giờ hết, bệnh viện đa tầng cũng được đưa vào hoạt động nhiều hơn. Ghi nhận từ tin sáng 30 giây. Số lượng bệnh nhân đã lên quá đông và các bệnh viện hiện hữu thì đều đã quá tải. Việc mà vận chuyển bệnh nhân từ tầng này lên tầng khác nó đã trở nên không còn phù hợp nữa. Chạm tay vào di sản hôm nay, chùa Bà Đen, ngôi chùa cổ 300 năm linh thiêng của đất Nam Bộ. Núi Bà Đen từ lâu đã là một danh thắng nổi tiếng và được coi là biểu tượng của vùng đất Tây Ninh, miền Đông Nam Bộ. Nằm cách trung tâm thành phố Tây Ninh 11 km, quần thể di tích núi Bà Đen trải rộng trên diện tích 24 km², gồm 3 ngọn núi: núi Bà, núi Phụng và núi Heo. Trong đó, núi Bà cao nhất với độ cao 986 m so với mặt nước biển. Khu vực núi có suối chảy róc rách
từ trên đỉnh xuống dưới chân núi và hàng trăm hang động chùa chiền đền miếu. Các hang động trong khu vực núi Bà qua hàng trăm năm đã được xây dựng, cải biến thành những nơi linh thiêng thờ thần, thờ Phật. Lên lưng chừng núi khoảng 350m, chúng ta có thể vào viếng và tham quan Linh Sơn Tiên Thạch Động, Điện Bà, được xây dựng dựa vào thế núi từ một núi đá tự nhiên nhô ra thành am động. Bên trong có bàn thờ đặt hình tượng Bà Đen. Để lên núi, chúng ta đi theo con đường quanh co uốn lượn qua những dốc cao và ven triền núi, thấp thoáng ẩn hiện trong màn sương mù, trải dài qua các địa danh gắn liền với những sự tích, truyền thuyết huyền bí. Cả một vùng đồng bằng mênh mông, vùng ngoại ô thành phố Tây Ninh với những cánh đồng lúa trải rộng thẳng tắp như làm nền để tôn lên ngọn núi Bà Đen, vốn là nóc nhà Nam Bộ. Nhìn từ xa, núi Bà Đen lúc nổi bật trên nền trời xanh, lúc ẩn hiện dưới từng gợn mây bản lãng trong sương. Ngọn núi như mê hoặc mọi ánh nhìn, gợi những truyền thuyết tâm linh, ẩn chứa nhiều nét đặc trưng văn hóa của một vùng đất Tây Ninh đầy nắng gió. Xin chào Quang Huy. Vâng ạ, chào chị Tú Trinh. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tin sáng 30 giây. Thưa quý vị, phải nói rằng là ngay lúc này đây, tôi cảm nhận thấy mọi thứ đang cấp tập và vội vã, mặc dù vẫn với một cái trạng thái là giãn cách như thế này. Ở trên đường đi làm thì tôi cảm thấy rằng là các cái điểm phân phối lương thực thực phẩm tập trung, rồi các siêu thị thực sự là quá đông đúc. Và các lực lượng chức năng cũng đang trải dọc khắp các ngã đường. Và tôi chợt nghĩ những cái hình ảnh này về sau thì sẽ không thể nào phai mờ trong tâm trí của chính bản thân tôi cũng như là tất cả những người dân tại thành phố ngay lúc này. Và thật sự mà nói rằng là tôi thấy thương Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Thương những người đang phải gắng gượng từng bữa ăn trong cái giai đoạn quá sức chịu đựng này của đại dịch, thưa quý vị. Vâng Quang Huy, và thưa quý vị, tôi rất là chia sẻ với cảm xúc đầu ngày của anh Quang Huy trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta thấy rằng là hơn cả là những sự chia sẻ với tất cả mọi người về những chật vật, hay nói khác hơn là nỗi chua xót mà từng nhà, từng người mà chúng ta đang phải trải qua. Như bản thân tôi và Quang Huy thì cũng đã không được trở về nhà cũng hơn 2 tháng nay rồi. Tuy nhiên chúng ta sẽ cùng nhau, cùng đan tay, đồng lòng vượt qua giai đoạn khắc nghiệt này. Và chúng ta hãy giữ vững niềm tin chiến thắng với mọi gian nan và ải nạn. Chúng ta đang trong mùa Vu Lan tháng 7, một ngày mới với muôn bình an quý vị nhé. Mở đầu 30 giây quốc tế là những cập nhật về tình hình Taliban. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Anh Dominic Raab mới đây đã có cuộc điện đàm về tình hình của Afghanistan. Ông Vương cho rằng những biến cố vừa qua phản ánh sau 40 năm xung đột. Người dân Afghanistan đang rất khao khát hòa bình, không muốn chiến tranh hay bạo lực nữa. Điều đó cũng cho thấy mô hình dân chủ được áp đặt từ bên ngoài đã không được người dân ủng hộ và nó thiếu những nền tảng xã hội cơ bản. Và ông Vương tái khẳng định rằng Afghanistan là một thất bại nữa của Mỹ. Nếu Washington không rút ra được những bài học đau thương này, có thể sẽ tiếp tục phải nhận các bài học khác. Đánh giá về tình hình hiện tại thì ông Vương nói Afghanistan đã chuyển sang một giai đoạn quan trọng từ đối đầu quân sự sang thỏa hiệp chính trị với mục tiêu là đoàn kết người dân, thiết lập một cấu trúc chính quyền mới phù hợp với tình hình riêng của đất nước để tránh một cuộc xung đột khác nảy sinh. Ngoại trưởng Anh nhất trí rằng cộng đồng quốc tế nên tổng kết kinh nghiệm về các bài học về Afghanistan, đồng thời đảm bảo rằng nước này không trở thành tâm điểm của chủ nghĩa cực đoan một lần nữa. Cộng đồng quốc tế cũng nên hợp tác về vấn đề người tị nạn. Anh đã thông báo sẽ tiếp nhận 20.000 người Afghanistan và sẵn sàng tăng cường hỗ trợ nhân đạo. Được biết, thời gian qua, Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ với việc Taliban là thực thể duy nhất nắm quyền. Họ phản đối bất kỳ mô hình dân chủ hóa đất nước nào ở Afghanistan. Theo các nhà quan sát, một Afghanistan dân chủ sẽ không có lợi cho Trung Quốc trong việc gây ảnh hưởng và mở rộng dự án vành đai con đường, điều mà Trung Quốc đang thúc đẩy trong nhiều năm qua. Chỉ một mình Taliban cầm quyền, nhu cầu tái thiết đất nước sẽ là cơ hội vàng cho các công ty cơ sở hạ tầng từ đất nước tỷ dân. Thưa quý vị, thông tin kế tiếp chúng tôi sẽ được chia sẻ. 2 thập kỷ sau vụ tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 ở New York, mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo còn được gọi là Daesh đã tiếp tục gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh thế giới. Mới đây, thì quan chức chống khủng bố hàng đầu của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo các nhóm khủng bố đã thích ứng với nhiều công nghệ mới và đang tiến vào một số nơi dễ tổn thương trên thế giới. Và theo Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, các mối đe dọa khủng bố không ngừng phát triển khi mà các nhóm Hồi giáo cực đoan tiếp tục khai thác sự gián đoạn và những trở ngại do đại dịch gây ra để tập hợp lại, tuyển mộ binh lính mới và tăng cường sức mạnh hoạt động cả trực tuyến và trên thực địa. Đặc biệt là trong thời điểm mà Taliban đã giành lại được Afghanistan, một sự kiện được coi là chiến công của các tổ chức khủng bố.
Cấu trúc chống khủng bố của Liên Hiệp Quốc phần lớn được thiết lập sau vụ tấn công 11 tháng 9, giúp cho các quốc gia thành viên triển khai các khuôn khổ hiệu quả để ngăn chặn, giải quyết, điều tra và truy tố các hành vi khủng bố. Các quốc gia cũng phải tăng cường thích ứng với bản chất thay đổi nhanh chóng của các mối đe dọa vốn đã trở nên hiện đại và phi tập trung hơn trong những năm gần đây. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lo ngại rằng tình hình phát triển nhanh chóng ở Afghanistan có thể có những tác động sâu rộng trên toàn cầu. Sự hiện diện của các nhóm Hồi giáo cực đoan đang được mở rộng và một số thành viên của Taliban đã được chỉ định là những kẻ khủng bố. Trong khi Daesh vẫn tập trung vào việc tái thiết khả năng của mình ở Iraq và Syria, tình hình còn đáng báo động hơn trong những tháng gần đây, đó chính là sự lan rộng không ngừng của các nhóm khủng bố trên khắp lục địa châu Phi. Các chuyên gia cho biết cần phải có một phản ứng toàn cầu để hỗ trợ các nỗ lực và các tổ chức khu vực nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố, tội phạm có tổ chức và giải quyết các tác động từ những xung đột. Thưa quý vị, gần một tuần sau khi lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát tại toàn bộ Afghanistan, các nước châu Âu đang đẩy nhanh tốc độ sơ tán công dân cũng như nhân viên người Afghanistan khỏi quốc gia Nam Á này. Và đến nay thì đã có hơn 5.000 người an toàn đã đặt chân đến các nước đó là châu Âu, cụ thể ở châu Âu ví dụ như là Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết lực lượng đặc nhiệm Anh được cử đến Afghanistan sẽ cố gắng sơ tán khoảng 1.000 người mỗi ngày và tốc độ sơ tán sẽ được đẩy nhanh trong vòng những ngày tới. Tuy nhiên hiện tại sân bay Kabul đang được lực lượng quân đội Mỹ bảo vệ và kiểm soát nên việc sơ tán phụ thuộc vào phía Mỹ. Do đó Anh sẽ tính đến phương án tìm kiếm một nước thứ ba để tiến hành các chiến dịch sơ tán về lâu dài. Sau Anh thì Đức là nước châu Âu sơ tán được nhiều người nhất từ Afghanistan với trên 1.000 người kể từ ngày 16 tháng 8. Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Pháp, 2/3 người được di tản là công dân Afghanistan. Ý cho biết cũng đã sơ tán được 500 người. Theo Ngoại trưởng nước này, Ý sẽ sơ tán tổng cộng khoảng 2.500 người khỏi Afghanistan. Ngoài các nước lớn tại châu Âu thì nhiều nước khác như Tây Ban Nha, Hà Lan, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Hungary cũng đã tiến hành các chiến dịch sơ tán. Hiện hàng ngàn người khác hiện cũng đã được sơ tán khỏi Afghanistan nhưng đang chờ ở một nước thứ ba trước khi được đưa về châu Âu. Kế tiếp với những thông tin về Trung Quốc, thưa quý vị, cuộc đàn áp của Trung Quốc đối với hoạt động kinh doanh tư nhân đã bước sang một bước ngoặt mới và thâm sâu hơn với các kế hoạch của chính phủ nhằm quy định cách nói chuyện và ăn mặc của những người có ảnh hưởng xuất hiện trên mạng và các hoạt động mua sắm trực tuyến. Bộ Thương mại Trung Quốc trong tuần qua đã đưa ra các đề xuất về một tiêu chuẩn công nghiệp cho những người có tầm ảnh hưởng. Theo bộ này, thì khi người dẫn chương trình trực tiếp hoặc các người nổi tiếng xuất hiện trên mạng, thì quần áo và hình ảnh của họ không được vi phạm trật tự công cộng hoặc đạo đức và vẻ ngoài của họ cũng phải phản ánh được đặc điểm của sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc nội dung mà họ đang nói đến. Các quy tắc cũng đề xuất người dẫn chương trình phải nói tiếng quan thoại trong quá trình phát trực tuyến. Nếu nền tảng nào vi phạm luật sẽ bị cảnh báo hoặc là trừng phạt bao gồm hạn chế lưu lượng truy cập, đình chỉ hoặc là thậm chí là đưa vào danh sách đen, không được phép hoạt động. Cơ quan quản lý cũng đang lấy ý kiến của công chúng về các quy định cho đến ngày 2 tháng 9. Cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ lớn như Alibaba, Kuaisu cũng đã trượt giá mạnh ngay sau khi có thông tin này. Bắc Kinh cũng đã liên tục có những tiếp cận cứng rắn hơn đối với các tập đoàn công nghệ lớn, bao gồm tăng cường giám sát và áp đặt các quy tắc nghiêm ngặt cho lĩnh vực kỹ thuật số, tài chính trực tuyến và dữ liệu lớn. Thưa quý vị, chúng ta đang ở trong tháng 7 âm lịch và không chỉ Việt Nam mà các nước châu Á khác như Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia cũng có nhiều phong tục độc đáo trong tháng Cô Hồn. Và ngày 15 tháng 7 âm lịch là ngày quan trọng nhất trong tháng Cô Hồn ở Trung Quốc. Người Trung Quốc quan niệm rằng vào ngày này thì cổng địa ngục sẽ mở, tất cả linh hồn sẽ lên trần gian tìm về nhà cũ và những nơi mà họ từng sinh sống cũng như vui chơi dưới ánh trăng. Và trong ngày rằm và cả trong tháng Cô Hồn, cũng như là người Việt Nam thì người Trung Quốc sẽ chuẩn bị cơm cúng, rồi sẽ đốt vàng mã gồm có tiền, quần áo cho tổ tiên và những linh hồn không nơi nương tựa. Thông qua việc làm này thì người Trung Quốc cũng muốn duy trì phúc đức tổ tiên, mong ước tổ tiên phù hộ cho con cháu, đồng thời dạy cho thế hệ sau những bài học về uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ngoài các hoạt động trên thì đi xem kịch cũng là một hoạt động không thể thiếu ở Trung Quốc trong tháng Cô Hồn. Những tác phẩm ca ngợi thần linh hay mang đậm màu sắc thần thoại kiểu như Liêu Trai Chí Dị được biểu diễn ở nhiều nơi. Ngày nay chúng được diễn trong cả những tòa nhà chọc trời ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thiên Tân hay Thượng Hải. Vào ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch, người Trung Quốc sẽ thả đèn lồng xuống các con sông hoặc cho bay lên trời như để dẫn đường cho hồn ma trở về cõi âm. Trong thời gian này, người Trung Quốc kiêng ra ngoài vào ban đêm vì sợ có vong theo, kiêng hát hay huýt sáo một mình nếu không muốn có vong hồn đáp lại.
Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào hoạt động với chức năng cách ly, cấp cứu, chăm sóc F0 ở các mức độ. Giữa lúc dịch bệnh phức tạp thì đây là một trong những mô hình bệnh viện kịp thời hữu ích. Ghi nhận ngay sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh lập trạm y tế lưu động chăm sóc sức khỏe F0. Kiên Giang phát hiện hai tài xế chở thuê người từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê tránh dịch. Cứ đến tháng 7 âm lịch, người Việt lại truyền tai nhau những điều cần kiêng cữ trong tháng cô hồn vì tin rằng mọi chuyện khởi đầu ác đều sẽ ảnh hưởng. Nhưng khi hiểu đúng về văn hóa cũng như là tên gọi này mới hiểu được vì sao người đời vẫn lưu truyền và gìn giữ cho đời sau. Câu chuyện cuộc sống từ tin sáng hôm nay. Trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19, đâu đâu cũng thấy bóng dáng màu áo xanh tình nguyện khắp mọi ngõ hẻm để giúp đỡ người dân khó khăn giữa mùa dịch. Thời tiết đôi khi nắng mưa thất thường, chẳng chiều lòng người, nhưng với ý chí của các bạn trẻ vẫn tiếp tục hành động đẹp của mình. Những câu chuyện ý nghĩa đời thường sẽ được thắp sáng mỗi ngày cùng 30 giây lan tỏa. Mời quý vị đón xem. Thưa quý vị, tiếp tục với những thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh rất quyết liệt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là bệnh viện dã chiến đa tầng quy mô 1.000 giường xây dựng trên cơ sở trưng dụng toàn bộ cơ sở vật chất của Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình đã được thành lập. Theo đó, thì bệnh viện có chức năng thu dung, sàng lọc, cách ly, cấp cứu, chăm sóc, theo dõi và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở mức độ nhẹ, trung bình và nặng. Những ngày qua, tỷ lệ nhiễm COVID-19 vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt và số ca chuyển biến nặng dẫn đến tử vong cũng không phải là ít. Bệnh viện đa tầng là một trong số rất nhiều bệnh viện ra đời kịp thời trong đại dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Thống Nhất chịu trách nhiệm điều hành và quản lý. Số lượng bệnh nhân đã lên quá đông và các bệnh viện hiện hữu thì đều đã quá tải. Việc mà vận chuyển bệnh nhân từ tầng này lên tầng khác nó đã trở nên không còn phù hợp nữa. Cho nên chúng tôi đã thành lập một cái bệnh viện điều trị đa tầng, tức là từ nhẹ đến nặng để bệnh nhân đỡ phải di chuyển và cũng làm sao mà giảm thiểu nhất cái việc chuyển từ bệnh nhân từ nhẹ thành nặng. Đây là một cơ hội rất lớn cho người dân thành phố, đặc biệt là người dân trên quận Tân Bình khi mà bị nhiễm COVID-19 có được một cái đơn vị chuyên môn với trình độ chuyên môn rất cao và để thu dung, theo dõi, chăm sóc. Chúng ta sẽ tạo những cái cơ hội để tiếp cận các dịch vụ y tế một cách nhanh nhất và đảm bảo điều trị an toàn cho các người bệnh nhân bị nhiễm COVID trên địa bàn thành phố. Bệnh viện gồm 4 tầng, trong đó tầng 1 300 giường dành cho các F0 thông thường, tầng 2 500 giường dành cho F0 có triệu chứng và bệnh nền, tầng 3 150 giường cho F0 nặng và tầng 4 50 giường hồi sức. Đây là mô hình mới đầu tiên được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm linh hoạt ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh. Thưa quý vị, tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương như Long An, Đồng Nai, Bình Dương thì số ca F0 đang rất nhiều, dẫn đến việc khó quản lý điều trị tất cả tại một khu cách ly tập trung. Vấn đề được đặt ra là làm sao để F0 vừa được chăm sóc và cũng giảm bớt áp lực cho các khu cách ly trong lúc này. Vì thế mà Bộ Y tế đã phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương thiết lập mô hình trạm y tế lưu động tuyến xã, phường để hỗ trợ cho người dân. Trước mắt sẽ triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ cũng sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể của mô hình này. Theo đó, địa điểm thiết lập trạm y tế lưu động có thể triển khai ở nhà thi đấu, phòng khám đa khoa khu vực, ủy ban nhân dân xã phường hoặc nhà dân rộng rãi xa các nhà xung quanh. Nhân sự của trạm y tế sẽ có 1-2 bác sĩ, 5-7 cán bộ y tế. Mỗi trạm y tế sẽ trang bị tối thiểu 2 bình oxy, mặt nạ thở oxy và một số dụng cụ sơ cứu khác. Túi thuốc cấp cứu lưu động cũng cần tối giản. Nguyên tắc hoạt động của trạm y tế lưu động là thực hiện chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu trong điều kiện tối giản, chăm sóc F0 tại cộng đồng, có kiểm soát và có thể chuyển tuyến. Ngoài ra còn có thể tổ chức xét nghiệm nhanh COVID-19 và tiêm vaccine. Thông tin chống dịch tại Đồng Tháp, thưa quý vị, Đồng Tháp đang là một trong những tỉnh thành có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và để đạt được mục tiêu kiểm soát dịch trước ngày 25 tháng 8, tỉnh đã cho triển khai kế hoạch chung về việc tầm soát diện rộng trên toàn địa bàn từ hôm nay đến ngày 21 tháng 8. Cùng với đó, thì các kế hoạch tầm soát dịch của cấp huyện cũng sẽ tạm dừng. Các phương án sẽ được tính toán sao cho phù hợp với tình hình thực tế, trên tinh thần là 100% hộ gia đình phải được xét nghiệm đại diện. Dự kiến Đồng Tháp sẽ hỗ trợ mỗi địa phương 5.000 test nhanh COVID-19, riêng thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc sẽ được hỗ trợ 10.000 test và tùy theo tình hình thực tế của mỗi địa phương có thể điều chỉnh số lượng phù hợp. Sau khi hoàn thành kế hoạch tầm soát chung, các địa phương sẽ đưa ra quyết định có tiếp tục thực hiện kế hoạch tầm soát của huyện, thành phố nữa hay không. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức tập huấn phần mềm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tích hợp với nền tảng Bluezone cho các tổ lấy mẫu xét nghiệm để quản lý dữ liệu.
Vâng, thưa quý vị, với tâm thế sẵn sàng hỗ trợ chi viện cho các địa phương đang ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Hà Nội đã quyết định gửi tặng thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương 6.000 tấn gạo, trong đó thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ 5.000 tấn gạo và tỉnh Bình Dương là 1.000 tấn. Chia sẻ về quyết định này, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết đây là món quà và cũng sẽ là lời động viên thấm thiết nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô nhằm chia sẻ một phần khó khăn cùng với chính quyền và nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như Bình Dương. Hành động này là sự cụ thể hóa cho lời kêu gọi của Thủ tướng trong hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch diễn ra trước đó. Tại những địa phương đã kiểm soát dịch bệnh, Thủ tướng đề nghị những nơi này xem xét hỗ trợ, chi viện giúp đỡ cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam trên tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Hà Nội cũng đã gửi tặng thành phố Hồ Chí Minh hệ thống xét nghiệm PCR tự động 72 giếng cùng với máy tách chiết tự động 96 giếng và test chẩn đoán COVID-19. Cùng với những hành động giúp đỡ thiết thực hướng về các tỉnh thành, Hà Nội còn rất nghiêm túc quyết liệt trong công tác chống dịch để sớm đẩy lùi đại dịch. Thông tin về an ninh trật tự, thưa quý vị, do dịch bệnh nên không làm gì ra tiền. Hiếu và Hiền đã làm liều và nhận chở thuê người từ vùng dịch ở thành phố Hồ Chí Minh về huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang để tránh dịch. Hành vi gây tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng của hai đối tượng trên đã sớm bị công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang phát hiện ngăn chặn kịp thời. Theo đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 19 tháng 8 năm 2021, tổ tuần tra lưu động công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang phối hợp với chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh huyện Tân Hiệp phát hiện xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 67A11750 lưu thông theo hướng cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Trên xe có 5 người nên tiến hành dừng và kiểm tra phương tiện. Qua kiểm tra phát hiện tài xế Kim Văn Hiếu sinh năm 1986 và Nguyễn Thanh Hiền sinh năm 1987, ngụ tỉnh An Giang đã chở thuê 3 người khác gồm Nguyễn Văn Trường và hai chị em Nguyễn Thị Cẩm Giang và Nguyễn Thị Cẩm Tiên đang tạm trú tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Qua làm việc, ba người này khai nhận do tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp nên đã thuê tài xế Hiếu và Hiền chở từ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh về huyện Dòng Riền với giá 3 triệu đồng. Xét thấy hành vi chở thuê người từ vùng dịch về địa phương gây tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, nên công an huyện Tân Hiệp đã ra quyết định phạt hành chính đối với tài xế Hiếu và Hiền với số tiền 9,5 triệu đồng, đồng thời phối hợp với lực lượng y tế địa phương đưa Trường, Giang và Tiên đi cách ly tập trung theo quy định. Thưa quý vị, tháng 7 âm lịch còn được dân gian gọi là tháng cô hồn, là thời điểm mà Diêm Vương sẽ cho mở cửa quỷ môn quan để quỷ đói được trở về nhân gian. Và với tâm niệm là có thờ có thiên, có kiên có lành, nhiều người đã truyền tay nhau về những điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch này để giúp cho họ tránh được những điều xui xẻo và rắc rối. Vì tin vào câu chuyện này nên vào ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm thì mọi người thường bày mâm cúng để quỷ đói không quấy phá. Thế nhưng đã có nhiều học giả minh oan rằng tháng cô hồn không phải là nguyên nhân dẫn đến những điềm không may. Đặc biệt là theo quan điểm Phật giáo thì rằm tháng 7 âm lịch còn mang nhiều giá trị nhân văn sâu sắc. Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng cô hồn, là khoảng thời gian xảy ra những điều không may và mang đến nhiều phiền nhiễu cho con người. Để tránh vận xui, người Việt Nam có tục cúng cô hồn để cầu bình an trong cuộc sống, vạn sự hanh thông và gia đạo thuận hòa. Với quan niệm có thờ có thiên, có kiên có lành, người Việt ta còn truyền tai nhau những điều kiêng kỵ trong tháng 7, mặc định vào khoảng thời gian này không nên làm những việc như là cưới xin, xây nhà, mua xe, thậm chí là một số hộ kinh doanh còn tạm nghỉ bán vì tâm lý hạn chế mua sắm của nhiều người. Chỉ có vài mặt hàng vẫn bán chạy trong tháng âm khí xung thiên này là vàng mã, đồ chay và vật phẩm phong thủy. Chính từ niềm tin cực đoan này đã khiến cho những người cuồng tín mặc định cho tháng 7 âm lịch là tội đồ của mọi vận xui và là nguồn cơn của những hiện tượng tâm linh kỳ bí. Tạm gác lại những truyền thuyết nhúng màu sắc tâm linh, các học giả đã lý giải tháng 7 âm lịch theo một góc nhìn khoa học hơn, rằng đây là giai đoạn chuyển mùa, mưa nắng thất thường khiến con người dễ bị ốm đau bệnh tật, đặc biệt là trẻ nhỏ. Vì thời tiết không tốt nên người ta thường không làm nhà, đi xa hay cưới xin vào mùa này, chứ không phải vì những vong linh lang thang nơi cõi trần. Còn trong quan điểm Phật giáo, tháng 7 âm lịch cũng không phải là thời điểm vua Diêm La mở cửa địa ngục, mà là tiết xá tội vong nhân, vì nhờ ơn của Đức Phật mà tất cả các vong linh bị đọa trong chốn khổ đau được tế bạc siêu thoát. Đốt vàng đốt mã cái tháng 7 là vong linh nó sẽ bu vào, bám vào người mình rất nhiều. Vì tháng này là ma đói quỷ đói đi lang thang nhiều lắm, đốt vàng đốt mã. Cái này thì Thầy nói luôn, quan điểm về đốt vàng mã thì đối với Phật giáo là quan điểm này hoàn toàn sai lầm, nghe không? Phật giáo không có chủ trương đốt vàng mã, không có dạy
Phật tử tín đồ đốt vàng mã. Đốt vàng mã hoàn toàn là cái việc vô ích. Phật giáo luôn dạy Phật tử phải yêu thương tất cả mọi loài. Vì vậy, không có tháng nào gọi là tháng cô hồn. Việc đốt vàng mã trong nghi thức cúng cô hồn cũng là một quan điểm sai lệch. Trong giáo lý nhà Phật không hề chủ trương dạy tín đồ đốt vàng mã, bởi đây là hành động gián tiếp gây hiệu ứng nhà kính, hủy hoại cân bằng sinh thái và có nguy cơ dẫn đến hỏa hoạn. Từ trong cái câu chuyện Phật giáo, do chư Phật hoan hỷ, chư Thiên hoan hỷ, chư Thần hoan hỷ, cho nên các vong linh trong địa ngục là vẫn trong địa ngục, chứ người nào mà hết tội thì được tái sinh chuyển kiếp. Có thể cái ngày ấy ân xá được hết tội, cái người hết tội thì người được chuyển kiếp tái sinh. Đối với Phật tử, tháng 7 là thời điểm để mỗi người trau dồi, làm tăng trưởng thêm tâm hiếu và hạnh hiếu. Còn rằm tháng 7 là lễ Vu Lan, là ngày tăng tự tứ, ngày tăng thêm tuổi hạ và là ngày Phật hoan hỷ. Thực chất, tháng tốt hay tháng xấu, điềm may hay vận xui đều là do tâm thức và quan niệm của con người mà ra. Vậy nên, thay vì lo lắng kiêng cữ vào tháng 7 thì hãy dành thời gian để tâm tịnh tích phước, thể hiện lòng kính trọng biết ơn với các bậc sinh thành, đề cao việc báo hiếu và làm phước bố thí. Đấy mới chính là tính nhân văn của người Việt Nam, là những giá trị văn hóa lưu truyền mãi đến đời sau. Quý vị và các bạn thân mến, tại thành phố Đà Nẵng, tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài đã gây không ít khó khăn cho người dân, đặc biệt là những người lao động bị mất việc hoặc những hoàn cảnh éo le yếu thế. Và thấu hiểu cũng như là chia sẻ với điều đó, Thành đoàn Đà Nẵng cũng đã liên tục tổ chức những chuyến hàng không đồng hỗ trợ giúp đỡ cho bà con vượt qua dịch bệnh để không ai bị bỏ lại phía sau. Gần 2 năm nay, cả hai vợ chồng đều thất nghiệp do dịch bệnh COVID-19. Đứa con trai lớn lại bị khuyết tật nên gia đình ông Nguyễn Bá Linh gặp phải vô vàn khó khăn. Biết được hoàn cảnh của ông, đoàn thanh niên phường Hòa Cường Nam đã kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ phần nào để san sẻ bớt những gánh nặng trong thời điểm dịch bệnh này. Dù đó chỉ là một phần quà nhỏ với các vật dụng thiết yếu, nhưng ít nhiều cũng là niềm động viên giúp những hoàn cảnh khó khăn vượt qua dịch bệnh. Đồng hành với những người yếu thế, màu áo xanh tình nguyện của các bạn đoàn viên thanh niên luôn có mặt ở bất cứ đâu. Với tư cách là một người đoàn viên, cũng mong muốn rằng các bạn đoàn viên thanh niên của toàn địa bàn của thành phố Đà Nẵng sẽ phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ để cố gắng phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 này. Để có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn, Thành đoàn Đà Nẵng đã đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân, nhiều đơn vị cùng hỗ trợ. Cũng từ đó mà hàng chục chuyến xe nghĩa tình như thế này đã chở yêu thương lan tỏa khắp mọi phố phường. Trước cái diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và chắc chắn sẽ còn kéo dài trong cái thời gian sắp đến, thì Ban Thường vụ Thành đoàn chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với lại Cục Chính trị Quân khu 5 và Hội Nhân trẻ để kêu gọi và vận động các cái mạnh thường quân để hỗ trợ các cái nhu yếu phẩm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Thì trong mùa dịch này thì gia đình tôi cũng khó, không có đi làm chứ được, mà gặp mà thằng cô khuyết tật nữa. Thì bữa nay có đoàn thanh niên rồi tới hỗ trợ thì tôi cũng cảm ơn. Phần quà nhỏ ấy có thể chỉ giúp được những gia đình khó khăn một vài bữa ăn có đủ rau, đủ thịt. Nhưng những gì mà các bạn trẻ mang màu áo xanh tình nguyện lan tỏa được có lẽ sẽ nhiều hơn thế. Càng trong thiên tai, dịch bệnh, sự đoàn kết, yêu thương của từng người dân qua những việc làm nhỏ nhất đã tạo nên sức mạnh to lớn để cùng nhau chung sức, chung lòng vượt qua thời gian đầy khó khăn này. Và đâu đó có thể sẽ còn nhiều hoàn cảnh éo le hơn nữa, nhưng tin chắc rằng sẽ không ai bị bỏ lại phía sau. Thưa quý vị, đến với mảnh đất đầy nắng gió Tây Ninh, bên cạnh việc được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên phong phú thì chúng ta sẽ còn có được cơ hội khám phá những công trình Phật giáo linh thiêng trải dài theo năm tháng. Và núi Bà Đen là điểm đến tâm linh ắt hẳn là đã quá nổi tiếng rồi, và tôi nghĩ rằng là khi nhắc đến ai cũng sẽ biết đỉnh núi này thì sở hữu cả một quần thể chùa, điện, miếu, tháp linh thiêng có lịch sử hàng trăm năm gắn liền với nhiều điển tích kỳ bí.
Và nổi bật thì không thể không nhắc đến chính là chùa Bà Đen, hay còn được biết đến với tên gọi khác là chùa Linh Sơn Tiên Thạch Tự, tọa lạc ở độ cao 350m giữa lưng chừng núi Bà Đen. Cảnh vật lẫn không khí trang nghiêm càng làm tôn vinh nét đẹp văn hóa lịch sử của một ngôi chùa nổi tiếng đã đi vào tâm thức của bao người, từ người dân địa phương đến du khách gần xa. Chùa Bà Đen tọa lạc trên ngọn núi được mệnh danh là Nóc Nhà Đông Nam Bộ, đã tồn tại hơn 300 năm, là ngôi chùa cổ xưa nhất tại Tây Ninh. Ban đầu, nơi đây chỉ là những ngôi miếu, chùa nhỏ trên đỉnh núi, sau đó dần dần được xây dựng, trùng tu như ngày nay. Chùa sở hữu lối thiết kế truyền thống như nhiều ngôi đền, chùa cổ khác ở miền Nam, lấy chất liệu sơn vàng, gạch ngói đỏ cam làm chủ đạo. Phần mái bát nhọn thành nhiều góc, chạm khắc tinh xảo các biểu tượng đa ý nghĩa trong Phật giáo. Đặc biệt, chùa còn lưu giữ hai cột đá xanh được tạc từ đầu thế kỷ 20 ở tiền đường. Mỗi cột cao 4,5m, được chạm hình rồng uốn lượn vô cùng độc đáo. Chánh điện rộng hơn 200m2 với nhiều cột kèo, gian thờ sơn son thép vàng. Nơi thờ tự chính của chùa là hang đá nhỏ đặt điện thờ Bà Đen, người được vua Gia Long phong thánh hiệu Linh Sơn Thánh Mẫu. Gắn liền với những huyền tích kỳ bí, hàng năm cứ vào độ tháng 5 âm lịch, lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu lại được tổ chức. Đây được xem là một trong những biểu tượng thờ mẫu điển hình của phương Nam. Lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Lê Nhi để đến với những thông tin thời tiết đáng lưu ý trong ngày hôm nay nhé. Xin mời Lê Nhi. Mời chào quý vị, Lê Nhi đã quay trở lại với phần dự báo chi tiết. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của rìa phía Nam trên áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc kết hợp với gió Tây Nam gây ra hiệu ứng phơn, nên ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Ở khu vực đồng bằng Trung Du Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp, trong ngày phổ biến từ 50-60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 giờ cho đến 16 giờ. Khu vực Hà Nội hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 55-65%. Chỉ số tia UV cực đại tiếp tục duy trì ở giá trị từ cao cho đến rất cao trong ngày hôm nay và những ngày tiếp theo ở hầu hết các thành phố trên cả nước. Một số khu vực như là Huế đến Cà Mau có thể đạt giá trị UV là 10, tương ứng với nguy cơ gây hại rất cao khi tiếp xúc với cơ thể người. Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Mưa sẽ tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay có nhiều mây, nhiệt độ đang ở mức 26 độ. Hôm nay thành phố phổ biến không có mưa. Tôi Lê Nhi, FBC, đang cập nhật thời tiết cho Tin Sáng 30 giây. Còn bây giờ xin mời trở lại trường quay. Và thưa quý vị, thứ Bảy thì chúng ta có chuyên mục ngay bây giờ hãy bắt đầu với những bài tập thể dục hữu ích, đặc biệt là để rèn luyện sức khỏe trong thời điểm chúng ta đang nghỉ dịch như hiện nay. Mời Xuân Ngọc và huấn luyện viên. Chào quý khán giả của chuyên mục ngay bây giờ hãy bắt đầu vào mỗi buổi sáng thứ Bảy hàng tuần. Thưa quý vị, cuối tuần là khoảng thời gian mà chắc hẳn là quý vị cũng đồng tình với Xuân Ngọc là có một cái gì đó làm cho chúng ta cảm thấy vô cùng phấn khởi và cảm giác là có năng lượng hơn so với mọi ngày, đúng không ạ? Và những lúc như thế này thì việc tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cũng là một điều rất là cần thiết. Để xem là tuần này chúng ta cùng đến với những bài tập nào thì mời quý vị hãy cùng gặp gỡ anh huấn luyện viên quen thuộc của chương trình nhé. Xin chào anh. Chào bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp tục cho mình bài phần thân dưới, nó cũng sẽ tác động cho mình phần mông đùi nhưng mà nó là biến thể ha. Thì mình sẽ tập chân của mình rộng như này, là bài one leg lean squat ha, chân rộng nhiều ha. Rồi khi bắt đầu mình sẽ qua bên này, mình hạ phần hông của mình ngồi xuống như thế này. Đúng rồi, rộng chân ra, rồi hạ vừa đẩy lại về bên này. Đúng rồi, ok ha.
bài này nó sẽ nâng cao hơn bài hôm trước. Mình sẽ qua lại, mình ngồi lại bên này. Đúng rồi, đứng lên được không? Cái này hơi khó. Đúng rồi, tốt. Xuống hết. Rồi, lên thở ra. Ok, nào. Động tác tiếp theo đó, mình sẽ hơi một chút phần tim mạch của mình một chút. Ok, mình sẽ chống thẳng vuông góc. Ok ha. Rồi, chống vuông góc vuông lăng như thế này. Ok. Rồi, sau đó mình di chuyển về. Di chuyển về. Di chuyển về. Tiếp tục. Tiếp tục. Đúng rồi, sau đó mình sẽ di chuyển lại trở về vị trí ban đầu. Ok, rồi cứ tiếp tục như vậy thôi. Hít thở đều ha. Rồi, tiếp tục giữ thẳng người ra, đầu, vai, hông, gối thẳng. Ok. Rồi, thì ở đây á, mình sẽ chống phun như thế này. Đây, ngang ngực của mình. Ok ha. Rồi, khi xuống mình sẽ hạ cho phần ngực của mình chạm, vừa chạm phần gối của như bạn thôi. Đó, rồi mình sẽ lên. Xuống hít vào và lên thở ra. Ok ha. Với những bài đơn giản như thế này nó sẽ giảm cái biên độ chuyển động đi, thì nó sẽ làm bài tập nó sẽ dễ hơn. Mến thưa quý vị, với ba động tác vừa rồi có phần hơi khó một chút xíu, nhưng mà bù lại là lợi ích của cả ba động tác là chủ yếu là tập trung phân bổ ra toàn phần cơ thể của chúng ta. Chính vì thế một chút kiên nhẫn, dành ra thời gian một chút để mà luyện tập sức khỏe, tăng cường sức khỏe thì cũng là một điều rất là cần thiết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Và bây giờ thì xin hẹn gặp lại quý khán giả vào những số phát sóng tiếp theo. Vâng, xin được cảm ơn Xuân Ngọc và huấn luyện viên với những bài tập thể dục thể thao có phần đơn giản nhưng mà cũng sẽ tốn khá là nhiều calo của chúng ta, và nó cũng là một cái cách để giúp chúng ta bài trừ đi những cái năng lượng tiêu cực, đúng không nào? Quý vị hãy cùng lưu ý và chúng ta tập luyện với những người thân yêu quý vị nhé. Và ngay sau khi tập luyện thì quý vị cũng có thể nghỉ ngơi cũng như là tiếp tục cập nhật những thông tin trên kênh FBNC. Còn Tin Sáng 30 giây xin hẹn gặp lại quý vị vào 6:30 sáng Chủ nhật ngày mai. Chào tạm biệt quý vị.